Xin chào mọi người, đây là cái bộ song trầm hương đa năng. Bộ này được sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến ở các cái gia đình hiện nay. Các bạn có thể sử dụng ở phòng khách xong cho để tiếp khách đó. Có thể sử dụng ở bàn. Xin chào mọi người, đây là bộ song trầm hương đa năng do Trầm Hương An Nhiên đang phân phối. Đây là cái bộ nhang song trầm đa năng. Vì sao? Vì nó có thể song được trầm nụ, các loại nhang trồng hương tâm và kể cả nhang vòng. Ở đây thì mình đã thắp sẵn một cái vòng nhang nụ, các bạn thấy đó. Thì ở đây nó vừa có một cái khay để đựng nhang nụ, phía dưới nó là một cái miếng vải chống cháy để các bạn có thể để các cái loại nhang trầm hương tâm bé nhỏ ra. Đây là một bộ sản phẩm phù hợp với mọi gia đình và được sử dụng rất là rộng rãi. Ví dụ như mọi người có thể sử dụng ở văn phòng, phòng khách, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật. Đối với một sản phẩm này, Trầm Hương An Nhiên đang bán rất là rộng rãi và phổ biến. Mọi người rất là thích thú với một sản phẩm này. Các bạn có thể đặt hàng ở cái link phía dưới. Xin chào mọi người, hôm nay Trầm Hương An Nhiên sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái tay Phật. Bộ tay Phật này có công dụng đa năng. Các bạn có thể sắp thắp nhang nụ hoặc là cái nhang, các loại nhang không tâm, nhang trầm không tâm. Thì đối với cái tay Phật thì các bạn có thể sử dụng ở cái bàn thờ thần tài thổ địa, bàn thờ gia tiên và kể cả bàn thờ Phật. Ở đây thì cái bàn tay Phật nó có rất là nhiều size. Trầm Hương An Nhiên hiện nay bên Trầm Hương An Nhiên có rất là nhiều size. Size nhỏ nhất đó là size 8, 10, 12, 14 vân vân. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho một cái tay Phật. Ở trong giữa cái tay Phật nó có một cái phần nóc để giữ cho cái nhang nó cháy tự nhiên hơn ở đây. Bây giờ mình sẽ đây là một cái nụ nhang, mình sẽ đốt nó lên. Mình sẽ đặt vào đây, rất là đơn giản, tương tự giống như là cái bộ song đa năng vừa trước mình đã giới thiệu. Khi đó thì cái khói nhang trầm sẽ lan tỏa từ trong bàn tay Phật ra đầy cái không gian nhà. Cảm vị các bạn có thể cảm nhận được cái vị thơm rất là rộng đây. Xin chào mọi người, Trầm Hương An Nhiên tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm dùng để xông các loại nhang trầm, gọi là cái bộ xông nhang trầm bằng tay Phật. Bộ xông nhang trầm này nó có rất là nhiều size, tùy theo cái diện tích về cái nơi mà bạn muốn đặt. Thì Trầm Hương An Nhiên hiện nay có từ size 8 đến size 14. Đây là một cái bộ xông nhang mà mọi người được có thể sử dụng rộng rãi ở ví dụ như các cái phòng khách nè, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật hoặc kể cả bàn thờ thần tài thổ địa. Thì ở đây nó bộ gỗ này nó gồm có hai phần. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái khay bằng inox, các bạn đặt nhang trầm hoặc là các cái nhang không tâm các bạn bẻ nhỏ ra cũng được. Đó. Thì như vậy khi mà mình thắp nó lên thì cái phần khói của nhang trầm nó sẽ lan tỏa ra từ bàn tay Phật, nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Các bạn có thể đặt mua cái bộ sản phẩm này bằng cái link phía dưới video nha các bạn, bằng cái link, bằng đường link đường dẫn phía dưới video. Xin chào mọi người, đây là cái bộ song trầm hương đa năng. Bộ này được sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến ở các cái gia đình hiện nay. Các bạn có thể sử dụng ở phòng khách xong cho để tiếp khách nè. Có thể sử dụng ở bàn. Xin chào mọi người, đây là bộ song trầm hương đa năng do Trầm Hương An Nhiên đang phân phối. Đây là cái bộ nhang song trầm đa năng. Vì sao? Vì nó có thể song được trầm nụ, các loại nhang trầm hương tâm và kể cả nhang vòng. Ở đây thì mình đã thắp sẵn một cái vòng nhang nụ, các bạn thấy đó. Thì ở đây nó vừa có một cái khay để đựng nhang nụ, phía dưới nó là một cái miếng vải chống cháy để các bạn có thể để cái loại nhang trầm không tâm bẻ nhỏ ra. Đây là một bộ sản phẩm phù hợp với mọi gia đình và được sử dụng rất là rộng rãi. Ví dụ như mọi người có thể sử dụng ở văn phòng, phòng khách,
bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật. Đối với một sản phẩm này, Trầm Hương An Nhiên đang bán rất là rộng rãi và phổ biến, mọi người rất là thích thú với một sản phẩm này. Các bạn có thể đặt hàng ở cái link phía dưới video này. Xin chào mọi người, đây là cái bộ sông Trầm Hương đa năng. Bộ này được sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến ở các cái gia đình hiện nay. Các bạn có thể sử dụng ở phòng khách sông cho để tiếp khách nè. Có thể sử dụng ở. Xin chào mọi người, Trầm Hương An Nhiên tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm dùng để xông các loại nhan trầm, gọi là cái bộ xông nhan trầm bằng tay Phật. Bộ xông nhan trầm này nó có rất là nhiều size, tùy theo cái diện tích về cái nơi mà bạn muốn đặt thì Trầm Hương An Nhiên hiện nay có từ size 8 đến size 14. Đây là một cái bộ xông nhang mà mọi người được có thể sử dụng rộng rãi ở ví dụ như các cái phòng khách nè, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật hoặc kể cả bàn thờ thần tài thổ địa. Thì ở đây nó bộ gỗ này nó gồm có hai phần. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái khay bằng inox, các bạn đặt nhang trầm hoặc là các cái nhang không tâm các bạn bẻ nhỏ ra cũng được. Đó. Thì như vậy khi mà mình thắp nó lên thì cái phần khói của nhang trầm nó sẽ lan tỏa ra từ bàn tay Phật, nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Các bạn có thể đặt mua cái bộ sản phẩm này bằng cái link phía dưới video nha các bạn, bằng cái link, bằng đường link. Xin chào mọi người, hôm nay Trầm Hương An Nhiên sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái tay Phật. Bộ tay Phật này có công dụng đa năng, các bạn có thể sắp thắp nhang nụ hoặc là cái nhang, các loại nhang không tâm, nhang trầm không tâm. Thì đối với cái tay Phật thì các bạn có thể sử dụng ở cái bàn thờ thần tài thổ địa, bàn thờ gia tiên và kể cả bàn thờ Phật. Ở đây thì cái bàn tay Phật nó có rất là nhiều size. Trầm Hương An Nhiên hiện nay bên Trầm Hương An Nhiên có rất là nhiều size. Size nhỏ nhất đó là size 8, 10, 12, 14 vân vân. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho một cái tay Phật. Ở trong giữa cái tay Phật nó có một cái phần nóc để giữ cho cái nhang nó cháy tự nhiên hơn ở đây. Bây giờ mình sẽ đây là một cái nụ nhang, mình sẽ đốt nó lên. Mình sẽ đặt vào đây, rất là đơn giản, tương tự giống như là cái bộ xông đa năng của trước mình đã giới thiệu. Khi đó thì cái khói nhang trầm sẽ lan tỏa từ trong bàn tay Phật ra đầy cái không gian nhà. Cảm vị, các bạn có thể cảm nhận được cái vị thơm rất là rộng. Đây. Các bạn, xin chào các bạn, sử dụng cái nhang chúng tôi đang ghi hình nhỏ ra một bỏ vào đó. Người bạn đang sử dụng cái cảm ơn các bạn, các bạn đã theo dõi xong Trầm Hương tự nhiên 100% của tập Trầm Hương An Nhiên đang ở trong tư thế thiền. Đây là một bộ sản phẩm phù hợp cho việc ứng dụng trong luyện tập thiền, tu tập và yoga. Sử dụng cái bộ nhang Trầm Hương tự nhiên 100% này mang đến rất là nhiều lợi ích cho cái người sử dụng. Và đây là một dự án mà chúng tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất, sử dụng cái bộ Trầm Hương không tâm tự nhiên 100% này thể hiện cái đời sống tâm linh tích cực hơn. Vì sao? Vì khi sử dụng Trầm Hương như 100% này, cái mùi thơm tỏa ra quay quanh cái ngôi nhà. Khi mà các bạn đốt ở trên bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật, điều đó nó thể hiện cái lòng thành kính của gia chủ nhiều hơn và cao hơn. Điều thứ hai, đó là khi sử dụng cái bộ Trầm Hương tự nhiên này trong gia đình, đối với những gia đình sinh hoạt cùng nhau, sử dụng trong phòng máy lạnh, phòng kín, thì mùi trầm tỏa ra sẽ làm cho các thành viên trong gia đình nhẹ nhàng hơn, sảng khoái hơn và luôn luôn cảm giác là yêu thương nhau nhiều hơn. Một yếu tố quan trọng hơn nữa đó là về sức khỏe, chắc chắn rồi, vì đây là bộ sản phẩm Trầm Hương được sản xuất bằng 100% tự nhiên từ bột trầm hương, nên việc đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là điều chúng tôi hướng đến cao nhất. Các bạn có thể tìm hiểu
kỹ hơn và nhiều hơn về cái bộ sản phẩm này ở website trầmhươnganhnhiên.com. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại.